Đức Thánh Cha chúc mừng Tết Nguyên Đán một số quốc gia. Ngài nói, ngày 1 tháng 2, khắp vùng Viễn Đông cũng như nhiều nơi trên thế giới sẽ mừng Tết Nguyên Đán. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời chào thân ái và cầu chúc rằng trong năm mới mọi người được bình an, sức khỏe và cuộc sống bình an và an lành. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ, thật đẹp biết bao khi gia đình tìm được cơ hội quây quần cùng nhau trải qua những giây phút yêu thương, vui vẻ. Thật không may, nhiều gia đình sẽ không thể đoàn tụ trong năm nay do đại dịch. Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có thể vượt qua thử thách. Và Đức Thánh Cha hy vọng nhờ thiện chí của các cá nhân và sự liên đới của các dân tộc, toàn thể gia đình nhân loại sẽ có thể đạt được các mục tiêu thịnh vượng về vật chất và tinh thần với sự năng động được đổi mới.